Hello, xin chào anh em. Hôm nay sẽ chia sẻ hướng dẫn cách để anh em có thể tăng được dung lượng chiếc iPhone của anh em lên sau một thời gian sử dụng. Thì bộ nhớ cũng như là cái bộ nhớ cả rộng nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. So với nó sẽ không bao giờ là bằng được cái đơn đặt mua mới được nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta có thể tăng cái dung lượng lên cũng như là điện thoại nó sẽ chạy mượt hơn vì bộ nhớ nó cao mà. Đấy, sau một thời gian sử dụng thì mình sẽ làm mới hoàn toàn chiếc iPhone lên. Cũng có thể là một số anh em chưa biết và cũng có rất nhiều anh em là biết rồi, thì mình xin chia sẻ đến những anh em chưa biết ha. Thì bước 1 là đầu tiên thì chúng ta cứ vào kiểm tra nha. Chúng ta sẽ kiểm tra dung lượng iPhone này. Các bạn sẽ vào cài đặt chung nhá. Cái chung để chúng ta kiểm tra trước xem dung lượng còn bao nhiêu. Thì mình phần vào phần giới thiệu này. Đây. Thì các bạn thấy là có mình khá dụng đang là 805 nhá. 805 nha, 64 GB nhưng mà dung lượng bây giờ là còn 805 nhá. Thì bây giờ mình sẽ tăng dung lượng nó lên bằng những bước sau. Đầu tiên là anh em vào phần ảnh nhá. Đấy. Ảnh nhá, bộ sưu tập của anh em. Thì có rất là nhiều hình ảnh nhá, video anh em quay thì tất nhiên là nó sẽ chiếm được bộ nhớ rất là nhiều rồi. Cho nên là bắt buộc cái này là cái điều ngẫu nhiên khi chúng ta sử dụng nhiều các cái dữ liệu hình ảnh video. Thì các anh em xóa rồi nhưng trong các anh em cần phải vào cái thùng rác để anh em làm sạch một lần nữa nha, nếu không là nó sẽ không xóa được cho anh em. Đây, các anh em vào cái phần album này. Đấy, album nha. Giờ anh em vào cái thùng rác này, anh em sẽ vào cái phần đã xóa gần đây nha. Đây, mình có 26 file này. Thì ở trong đây mặc định của nó là sẽ 30 ngày nó sẽ xóa các cái mục này. Nhưng mà nếu chờ như vậy thì nó khá là lâu, cho nên là anh em chỉ cần vào đây anh em chọn để xóa hết đi nhá. Bây giờ mình sẽ chọn nhá, anh em bấm vào chọn này, rồi anh em bấm vào xóa tất cả nhá. Rồi mình sẽ xóa 26 mục này. Rồi ok, như vậy là mình đã xóa xong nhá. Bây giờ để xóa gần đây là không này. Rồi bây giờ anh em sẽ vào lại cái phần cài đặt để anh em kiểm tra bộ nhớ xem nó đã tăng lên chưa này. Rồi anh em vào cái đặt chung giới thiệu, hồi nãy là 8.6 đúng không, bây giờ anh em sẽ kiểm tra lại này. Đấy, anh em thấy không, bây giờ khả dụng nó đã lên 15.39 này. Đấy, nó tăng cách khá là nhiều luôn. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai thì anh em vào phần vẫn là phần cài đặt chung, anh em vào cái chữ dung lượng iPhone này. Rồi đây, anh em kéo xuống dưới này, kéo xuống dưới thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái dung lượng của các cái ứng dụng mà anh em xài. Đấy, ví dụ như ảnh 16 GB này, cốc cốc 7.5 15 GB này, Zalo 1.85 này. Thì cái điều này thì tất nhiên rồi, tại vì sau một thời gian sử dụng thì các cái ứng dụng nó sẽ sinh ra cái lịch sử cũng như là cái bộ nhớ đệm khá là nhiều. Thì bây giờ anh em sẽ cần phải xóa hết tất cả cái bộ nhớ đệm đấy đi, chúng ta làm mới lại cái ứng dụng. Đây. Ví dụ như của mình nha. Ví dụ như anh em vào cái phần YouTube của mình ha. YouTube của mình đang nó hiển thị này 560 này. Thì ví dụ như các cái ứng dụng ảnh thì chúng ta không thể xóa được rồi, chúng ta đã làm sạch rồi. Zalo là 1.85, thì nếu anh em xóa cái Zalo đi để làm mới lại thì tất nhiên là các cái file dữ liệu mà anh em gửi trên Zalo nó sẽ không còn nữa, cho nên là chúng ta cũng không nên cần thiết vào cái đó. Thì chúng ta cần ví dụ như các cái ứng dụng không cần thiết thôi. Ví dụ như YouTube này nha, 560 MB nha. Anh em sẽ bấm vào YouTube và anh em sẽ bấm vào cái xóa ứng dụng này. Đấy, xóa ứng dụng đi. Anh em bấm xóa ứng dụng đi nha. Thì nó sẽ làm mới lại hoàn toàn luôn. Xóa ứng dụng này. Anh em chờ chút xíu, nó đang xóa. Rồi, bây giờ ứng dụng YouTube không còn nhá. Bây giờ anh em sẽ tải lại cái YouTube. Tải lại cái YouTube vào.
anh em tải lại thì nó mặc định là nó đã xóa hết các cái dữ liệu cũ rồi, nó không còn bộ nhớ đệm rồi cookie nữa. Để anh em sẽ tìm chữ YouTube ha. Rồi. Chúng ta tải tải lại và chúng ta cùng chờ đợi cái dung lượng nó sẽ được làm mới hoàn toàn luôn. Rồi tiếp theo là anh em có thể vào các ứng dụng khác như là Gmail này. À, ví dụ như Zalo này. Cốc cốc TikTok đây. Anh em có thể vào không người Google Maps đi ha. Đây, Google Maps của anh em này. Đường là 469 M. Đây, nó sẽ chữ có chữ này gỡ bỏ ứng dụng này. Anh em có thể làm không gỡ bỏ thì anh em có thể giữ lại ứng dụng, giữ lại các cái dữ liệu thì như là một cái chữ gỡ bỏ ứng dụng trên đầu này. Còn cái xóa ứng dụng này chúng ta xóa toàn bộ đi. Đấy. Nói chung khi anh em vào bấm vào gỡ bỏ ứng dụng hoặc là xóa ứng dụng thì anh em tải lại đi đều giảm được rất là nhiều cái dung lượng luôn, nên là tăng rất là nhiều dung lượng cho iPhone. Mình đã thực hiện các cái anh em vào các cái bước như vậy đó, anh em sẽ bấm vào. Rồi bây giờ anh em vào cái dung lượng iPhone lại nhá, để kiểm tra xem cái YouTube của chúng ta này giờ còn bao nhiêu thấy không? Bây anh em thấy này, nó chỉ còn là 325 này. Đấy, hồi nãy nó tới 4-500 này. Đấy. Thì trong đây có các cái ứng dụng mà anh em không xài tới thì anh em cũng có thể gỡ ra cũng được. Gỡ ra để tăng dung lượng rất là nhiều, hoặc là chúng ta gỡ bỏ đi, chúng ta tải lại, nó sẽ làm mới ứng dụng cũng như là tăng dung lượng lên rất là nhiều. Đó, đây là chỉ là hai cái bước cơ bản để cho tăng dung lượng trên iPhone thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình rất nhiều nha. Mình nói hơi hơi dài dòng một xíu, mong là anh em có gì anh em thông cảm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Các em hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi, cảm ơn anh em.